Rồi đây anh em ơi, cho anh em con diều nha. Thực sự là rất là nể mấy ông ở nước ngoài luôn. Đó, con diều như thế này thôi, làm đơn giản vậy thôi, giống như một cái ống nè, với lại mấy cọng dây trồng tua ở dưới làm cái đuôi thôi. Nhưng mà nó bay thiệt là cao luôn, có đủ gió nha. Bữa nay mình gió ít quá không biết bay thế nào đây, để cố gắng thả lên thử nha anh em. Giờ đáp rồi anh em ơi. Đó. Tuy rằng mà gió kém nha, nhưng mà bay nhẹ nhàng, chắc là nó lồng gió vô trong cái ống này nè. Rồi xong rồi nó bay được. Giật nó cũng được nữa. Nhưng mà con này làm kiểu gì nó cũng bay được hết trơn anh em. Đó, thấy chưa? Nhẹ nhàng không? Cái con diều này mà gió lớn là bay là cực đã luôn á. Đó, anh em thấy không? Giật nhẹ không? Nhưng mà hôm nay gió không đẹp. Gió không đẹp nên nó không có bay chắc là của người ta được anh em ơi. Đây. Đấy, hôm nay cái trải nghiệm rất là thú vị nha anh em. Con diều gì nè, vừa dễ làm mà vừa lạ mắt nữa. Không tin là mấy anh em cứ làm đi ra bãi thả thử thôi. Đơn giản nhưng mà nó lạ. Cái này gió không đều tức quá. Gió đều là thả đã luôn á. Ngày mai nếu mà có gió lớn á, mình sẽ ra mình làm cái video ngắn về con diều này nha, cho mấy anh em coi. Nó rất là dễ chơi luôn anh em. Làm thì đơn giản thôi, còn mấy cây như mình làm thì thôi là nó sẽ bay thôi, không có, nó không có nặng gió, không có gì hết. Nói chung là nó rất là dễ, không tin mấy anh em làm thử đi nha. Trời tối luôn rồi anh em, ngồi đợi gió tới tối luôn rồi, 6 giờ mấy rồi. Thôi dừng video ở đây nha, ngày mai nếu mà có gió nữa mình sẽ ra mình làm lại cái video ngắn cho mấy anh em coi nha. Con diều này là từ nước ngoài đem về nha anh em, ở nước ngoài làm mình làm theo nha.